Tiếp theo, thanh trang, kính mời quý vị theo dõi tin cập nhật với võ thành nhân. Kính chào, chúng tôi là võ thành nhân và đến với bản tin cập nhật trong ngày hôm nay thì chúng tôi xin được cập nhật về tình hình lãnh hải của Việt Nam. Chiếc tàu khảo sát của Trung cộng hôm thứ bảy, ngày 24 tháng 8 đã mở rộng các hoạt động của nó đến khi khu vực gần bờ biển của Việt Nam. À, sau khi Hoa Kỳ và Úc à, lên án và quan tâm lo ngại đối với những hành động của Trung Cộng đã xâm phạm vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tàu Hải Yến số 8 à, lần đầu tiên đặt à, đầu... à, kính thưa vị à, tàu Hải Yến số 8 đầu tiên vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là vào đầu tháng trước tại bãi Tư Chính. À, tại đó thì đạo, chiếc tàu này đã bắt đầu có một cuộc khảo sát về địa chấn dài hạn gây ra một cái cuộc đối đầu căng thẳng giữa các tàu quân sự và hải cảnh của Việt Nam và Trung Cộng. Chiếc hải yến số 8 này của Trung Cộng đã tiếp tục đến vùng, đã tiến hành cuộc khảo sát vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và hôm thứ Bảy vừa rồi với sự hộ tống của ít nhất là bốn chiếc tàu hải cảnh. À, chiếc này đã vào sâu khoảng 102 km, tức là khoảng 63 hải lý về phía đông nam của đảo Phú Quý và khoảng 185 km, tức là 115 hải lý cách bờ biển Phan Thiết, à, một à, trang web theo dõi về thông tin hàng hải à, đã cho biết như vậy. Và theo tài liệu thì có hai tàu hải quân Việt Nam theo dõi cái đoàn tàu Trung cộng tiến vào gần cái bờ biển Phan Thiết. À, với những cái dự kiện như vậy nhưng mà Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn im lặng và không trả lời à, trên những cái bình luận về vấn đề này à, theo cái nguồn tin của Reuters cho biết. Theo lực biển của quốc tế thì vùng đặc quyền kinh tế của một quốc gia thường lên đến 370 km hoặc là 230 hải lý à, tính từ bờ biển đó là vùng biển mà quốc gia có chủ quyền để mà khai thác bất kỳ tài nguyên thiên nhiên nào trong khu vực đặc quyền kinh tế của mình mà các quốc gia khác không có quyền xâm phạm. Việt Nam và Trung cộng đã vướng vào một cái tranh chấp về vấn đề vùng biển giàu năng lượng và cái tuyến hàng hải rất là bận rộn ở biển Đông mà Trung cộng đã ngang nhiên tuyên bố là đường chính đoạn là một vùng biển rộng lớn 90% diện tích của biển Đông có bản đồ hình lưỡi bò mà họ tự tuyên bố về chủ quyền bao gồm của các à, giải lớn của thềm lục địa Việt Nam đã khai thác dầu mỏ. vào trước đó thì hôm thứ sáu ngày 23 tháng 8, à, Thủ tướng cộng sản Việt Nam là Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng của Úc là ông Scott Morrison đã cùng bày tỏ về mối quan tâm à, các hoạt động của Trung Cộng ở Biển Đông à, thuộc chủ quyền Việt Nam. Và hồi đầu tuần á, thì Hoa Kỳ à, cho biết rằng họ cũng rất quan tâm và lo ngại về sự can thiệp của Trung Cộng vào các à, hoạt động dầu khí tại Việt Nam và việc khai triển các tàu vào những vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là sự leo thang của Bắc Kinh trong nỗ lực đe dọa các nước yêu sách khác đang phát triển tài nguyên ở Biển Đông. Trong một cuộc họp báo hàng ngày vào ngày thứ Sáu 23 tháng 8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng Cảnh sản đáp lời tuyên bố của Hoa Kỳ rằng Washington đang gieo rắc sự chia rẽ và có những âm mưu thầm kín, mục đích là mang đến hỗn loạn cho tình hình ở Biển Đông và gây thiệt hại cho nền hòa bình và ổn định khu vực Trung cộng kiên quyết à, phản đối điều này. À, và kính thưa quý vị, cuối cùng chúng tôi có một cái bản tin cập nhật là vào ngày 23 tháng 8 tại Hà Nội, cuộc họp báo công khai tại tòa đại sứ Hoa Kỳ à, nói về chiến lược và chính sách à, cũng như nhận định của Hoa Kỳ với Trung cộng. Cái nhận định rất là quan trọng, nếu Hoa Kỳ lùi bước hoặc thua cuộc ở trong vấn đề biển Đông thì Hoa Kỳ sẽ mất vai trò quyền lợi và sự tin cậy đối với các quốc gia khác kính thưa quý vị vừa rồi bản tin cập nhật của chúng tôi về tình hình lãnh hải ở đất nước của chúng ta chương trình đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau kính thưa quý vị bản tin hoa thành đốn đến đây xin tạm ngưng thanh trang sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo Nhịp cầu yêu thương, kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình văn nghệ gây quỹ giúp đỡ người nghèo, trẻ mồ côi, người phong cùi trên quê hương Việt Nam do Hội Việt Tộc tổ chức lúc 6 giờ chiều Chủ nhật ngày 13 tháng 10 năm 2019 tại nhà hàng Reconcord, 4520 đường Tryon, Charlotte. Với sự có mặt ca sĩ Như Ý, Lê Huy ban nhạc tia nắng, giá vé ủng hộ 40 đô la. Mọi liên lạc xin gọi cô Tu Hương 7046077761 hoặc cô Quỳnh Nga 7045167975. Trân trọng kính mời.